Dạ, xin chào tất cả các anh cần thủ ạ. Và đây là video 1125 của shop em nha các anh. Video buổi sáng hôm nay thì em có cần dây trong đẹp nha. Cần dây trong với lại những cây 2 khúc 3 khúc độ cứng cao này, chuyên tải mồi ngâm lan xê. Các anh câu sông hồ, câu ao, câu câu biển, dạng câu biển săn hàng luôn nha các anh. Ngâm biển, ngâm đáy biển độ cứng 200 này. Với lại ở đầu video thì em có mấy cây cần tay với lại dạng cần ISO hạ tay các anh. ISO hạ tay độ cứng cao, cứng 4 đến 5H. Và một cây cần câu dít nha, cần câu dít của hãng Shimano, cần rất là đẹp luôn các anh, đây là dòng cần dít một khúc máy ngang. Đầu video thì cũng có hai cây Ikeda đọt siêu dẻo dai để các anh câu câu cá chép, cá giò gì nha. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên bên em hỗ trợ miễn phí ship cho các anh ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghi ở bên góc trái màn hình nha. 0933111365 ạ. Và đầu video thì em sẽ giới thiệu đến các anh, đây là combo cước nha các anh, combo phụ kiện đầu tiên nha. Thì em có một món phụ kiện với lại hai con máy, em mời các anh tham khảo ạ. Cái sợi cước này của nó là cước 2 chấm nha các anh, cước 2 chấm, cước của hãng Vicho ạ, cước Vicho. Thì 2 chấm này các anh tải cả 4 đến 6 kg thoải mái vô tư nha. Đơn lua đánh ngâm đều ok hết, xa số 2 nha các anh. Cái sợi của nó dai cực kỳ luôn nha, dai và có cái độ đàn hồi, độ dẻo dai tốt ạ. Sợi cước màu xanh rêu, cước này xuống nước các anh, nó hòa với màu nước nhanh lắm, nó không có gây thu hút cá, không gây thu hút cá nha. Một cuộn như này là 300 mét dây cho mình, một cuộn 300 mét dây và combo giá cực kỳ hời luôn nha các anh. Một cuộn này á, là các anh vào máy 2000 là đã vào được hai máy rồi nè, combo này vào tới 4 máy 2000 luôn nha các anh. Mã số 1 giá là 120.000, combo 2 cuộn cước mã số 1 có giá là 120.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 thì em có một con máy câu Fly nha các anh, máy câu Fly dạng máy gỗ, vừa câu vừa sưu tầm trưng bày. Và đây em giới thiệu luôn, cái chỗ này là zin của máy nha các anh, nguyên zin của nó. Để các anh cầm tay này, này mình có cái điểm tựa để mà mình xoay máy chứ không phải là nó dập gãy gì đâu nha các anh. Này, nếu mà nó gãy thì nó không thể nào mà nó thẳng đều một đường như này được hết nha. Đây là cái thiết kế của dạng nghệ nhân đó các anh, đây là hàng nghệ nhân chứ không phải là hàng công ty, đây là hàng nghệ nhân nha. Mình vừa câu vừa sưu tầm luôn, có cái chỗ để các anh để tay chứ nếu mà nó liền hết đó, thì mình không có chỗ để tay đâu. Máy này thì hàng nghệ nhân nè, các anh câu tay bên trái hoặc là tay bên phải đều được hết, mình tự hãm bằng tay, mình tự hãm bằng tay nha, nên là câu bên trái bên phải đều ok hết ạ. Máy thì hoạt động êm mượt mà không có lỗi lầm nha các anh. Nếu mà các anh câu tay trái thì đây cầm bên này, đấy, câu tay bên trái đều ok hết, máy nghệ nhân là tự hãm bằng tay nha các anh. Và mã máy số 2 vừa câu vừa sưu tầm nha, đây em đã giới thiệu kỹ cái chỗ này để các anh đỡ thắc mắc nha, không phải gì là gãy đâu, điểm tựa tay thôi. Và mã số 2, mã số 2 có giá là 350.000, mã số 2 có giá là 350.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 3. Số 3 là một con máy luôn ngang sử dụng tay quay bên trái nha các anh. Đây là máy của Bot One ạ. Bot One dòng XT150 Hechin. Máy câu cá lóc, cá chẽm hoặc các anh câu leo sộp này, nói chung là đa dạng nha các anh, câu đa dạng. Vòng tua cao 7.2, cái tốc độ thu dây của máy nhanh nha. Máy thì êm ru luôn, không có xào lắc tí nào hết. Không xào lắc tí nào nha các anh. Nhận hàng bao canh kiểm tra hàng nha, bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Với lại máy cũng còn đẹp nữa, còn được 95%, không lỗi lầm. Bot One XT150 Hechin. Và máy này có mã số 3, mã số 3 giá là 590.000, vòng tua 7.2. Mã số 3 nha các, có giá là 590.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4, số 4 thì có hai mẫu lưỡi câu giới thiệu đến canh nha. Đây là lưỡi của Gamakatsu nha các. Lưỡi Gamakatsu hàng nội địa Nhật luôn. Và em có hai size là size số 7, số 8. Cái lưỡi này thị trường đang bán lẻ là 300 đến 320.000 một hộp như này nha các. Một hộp như này 300 đến 320. Người ta xem giá bán bên Nhật nè. 980 yên nha. 980 yên. Đây là lưỡi câu nha các, lưỡi câu của Gamakatsu. Size số 7, chuyên câu đơn đài ạ. Và cái dòng lưỡi này là lưỡi không có ngạnh. Lưỡi không ngạnh, lưỡi trơn nha các, đơn đài hoặc canh câu rô phi, câu cá giết đều ok hết. Về chiều rộng của nó sẽ là một ô ly vỡ, còn chiều dài là một ô lớn, một ô nhỏ nha các anh. Dài một ô lớn, một ô nhỏ. Để các anh xem cái form lưỡi nha. Form lưỡi này rất là nhạy cá luôn. Lưỡi Gama hàng nội địa Nhật, lưỡi xịn nha các anh. Cực kỳ nhạy cá. Cái lưỡi nó móc vào bên trong này rất là nhiều luôn, nên là hạn chế tình trạng mà sảy cá nha các anh. Hạn chế tình trạng sảy cá.
Nó chỉ khác size thôi chứ hai form lưỡi thì như nhau hết. Một hộp như này có tới 100 lưỡi cho mình nha. Một hộp như này 100 lưỡi và em bán một hộp lẻ như này là 219.000. 219.000 mã số 4 nha các anh, có giá là 219.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 cũng là lưỡi của Gamma size số 8. Lưỡi này thì chiều dài của nó là 1.5 nha các anh. Nó dài hơn cái lưỡi kia một tí, kích thước không chênh lệch nhiều. Cái này là 1.5, còn chiều rộng sẽ là 1 ô ạ. Chiều rộng là 1 ô vỡ. Cũng là Gamma Katsu, một hộp 100 lưỡi luôn. Đồng giá 219.000 cả hai size, đồng giá nha các anh. Số 4 và số 5 đồng giá 219.000. Qua thế lưỡi câu Gamma này. Tiếp theo mã số 6. Số 6 em giới thiệu đến các anh một cặp cần Shimano Scorpion nha. Một cặp cần Shimano Scorpion thì hai cây này em thanh lý nha các anh. Em thanh lý nhanh vì hàng về nó bị gãy ngọn các anh. Một cây thì hụt 4 cm, còn một cây 7 cm, không nhiều. Chiều dài của cần thì nó là 1m8, chiều dài 1m8. Hai cây này thì nó hụt nhưng mà nó vẫn còn trên 1m7 hết, cho mình không hụt nhiều nha các anh. Không hụt nhiều. Và đây là cần câu lưu máy ngang. Cần câu lưu máy ngang ạ. Cả hai cây Scorpion này á thì đều là hàng nội địa hết á. Đều là hàng nội địa Nhật, tay cầm cán gỗ này. Và dàn khoen sử dụng là khoen Fuji loại xứ xích. Fuji xứ xích nha các anh. Cái giá thanh lý thì các anh về lấy bộ khoen là đã bằng giá thanh lý nguyên cây cần rồi. Còn không thì mình về mình độ chế, mình gắn thêm cái đầu bu vào mình câu vẫn ok. Dưới này thì nó không có dập gãy gì hết anh. Cái đoạn dưới này là không lỗi lầm nha, nó chỉ hụt ngọn thôi. Một cây 4 cm, cây 7 cm, cây 4 cm, cây 7 cm, Shimano nội địa Nhật cho mình ạ. 1m8 thì em thanh lý nhanh cả hai cây luôn, đỡ canh là 1.050.000 em miễn phí ship nha. 1.050.000 em miễn phí ship, nếu không chứ em bán lẻ một cái là 590 rồi nha các. Lẻ một cây là 590.000, nào mua lẻ thì em cũng bán lẻ mình, lẻ 590. Còn cả cặp như này thì 1.050.000 miễn phí ship cho các anh luôn nha. Về tháo dàn khoen này là đã bằng tiền thanh lý cây còn rồi các anh. Chưa tính đến phôi còn, mã số 6 nha, mã số 6 1.050.000 miễn phí ship ạ. Và tiếp theo qua mã số 7. Số 7 thì em lên cần câu nha các anh. Số 7, một cây cần câu tay đẹp ạ. Cây này là của G-Dub, G-Dub chiều dài 5m4, tổng cộng là 11 lóng tất cả. Và đây các anh xem cái vân xoắn của cần nha, nó xoắn ít hai da cực kỳ đẹp luôn các anh. Xoắn ít hai da cực kỳ đẹp, có tem vàng của G-Dub này, 5m4, 11 lóng tất cả ạ. Và có nắp chụp đi kèm, có nắp chụp đi kèm cho mình. Xoắn tất cả các lóng nha, lóng nào cũng là lóng zin của cần hết các anh. Tất cả đều là lóng zin. Hàng nhà em thì bao lỗi lầm nha, tình trạng xước xát như nào thì em có báo hết trên video rồi. Vì bên em là hàng bãi nha các anh, nên là nhận hàng mình vui lòng kiểm tra giúp em. Đơn có hay là đã thanh toán chuyển khoản cũng vui lòng kiểm tra với bưu tá nha. Các bạn xoắn quá đẹp luôn ạ. Và đây là lóng kế lóng ngọn. Kế ngọn thì thường nó sẽ màu đen nha các anh. Cái lóng kế ngọn với lóng ngọn thì thường sẽ màu đen. Một số ít thì nó mới là cái màu vân xoắn như trên này thôi. Còn đa số là màu đen. Thường đen có 2-3 lóng luôn các anh. Nó vẫn là phô carbon xoắn và nguyên zin nguyên bản của cần. Đo 0.9 ly. Đo 0.9 và cây này có trọng lượng là 245 g. 245 g. Ra thẳng cưng luôn nha các anh, 4 đến 4.5H, không hề võng. Các anh muốn xem video ra cần inbox em nha, em gửi cho các anh xem ạ. 5m4, 11 lóng. Và cây này có mã số 7, mã cần câu số 7 có giá là 420.000, mã số 7 giá cần câu này là 420.000 ạ. Và tiếp theo số 8, số 8 là một cây Harmon nha các anh. Harmon chiều dài 5m4, full vip carbon rod luôn nha. Cây này carbon nó đẹp cực kỳ luôn các anh. Ra cần thì thẳng tắp rồi, 5m4, 5H thoải mái ạ. Ra thẳng tương luôn. Với lại dạng cần lóng ngắn á, thu gọn nó chỉ khoảng tầm 65 cm thôi. Các anh rất là tiện lợi khi mình bỏ ba lô, cốp xe, mình đi du lịch dã ngoại á, mình đem theo rất là tiện nha. Câu đơn này, câu giải trí này các anh. Vỏn vẹn 65 cm. Quá nhỏ gọn. Carbon thì xoắn đẹp không một vết xước luôn ạ. Cái màu sơn của nó bóng đẹp nè các anh. Màu sơn bóng đẹp luôn. Harmon 5m4, độ cứng là 4 đến 5H. Đọt thẳng tưng luôn nha các anh, không hề võng một tí nào hết. Đọt là đọt đặc này. Thì mà các anh dòng cá nó chịu lực rất là tốt, đọt nảy. Đọt 0.8 và trọng lượng của cây này là 195 g. Mã cần câu số 8. Mã số 8 và giá cần Harmon này là 370.000 nha, 370.000, mã cần câu số 8, 370.000, Harmon 5m4. Và tiếp theo mã số 9,
Số 9 tiếp tục là một cây Harmon 6m3 nha các. Và bảng này thì màu sơn nó là màu vàng. Bảng này thì màu vàng nha. Bên dưới này có cái khuyên để các anh buộc dây bảo hiểm 6m3. Độ cứng cũng là độ cứng 4 cho đến 5H luôn ạ. Độ cứng 4 đến 5H cho mình. Xoắn toàn thân không dập gãy không lỗi lầm. Không dập gãy không lỗi lầm. Nhận hàng bao canh kiểm tra hàng nha. Kiểm tra thoải mái từng lóng này, này kiểm tra kỹ từng lóng giúp em. Màu sắc nước sơn này, này như trên video không có lỗi lầm thì mới thanh toán nha các. Còn đẹp. Nó chỉ khác cái màu lóng gốc ở bên ngoài thôi, một cây màu đỏ, một cây màu vàng thôi. Còn phô thì như nhau hết. Phô như nhau ạ. Ra thẳng tương nha các, độ cứng 4 đến 5H và mã cần câu số 9. Mã số 9 6m3 để cho các anh đồng giá với 5m4 luôn nha, 370.000 để đồng giá cho các anh trải nghiệm luôn. Còn giá mềm nhà chất lượng cực kỳ tốt nha, đảm bảo hàng đến tay các anh kiểm tra và đi câu trải nghiệm thử cực kỳ ưng ý cái mẫu Harmon này. Mẫu Harmon này nhà em bán rất là chạy nha các anh. Mã số 9 giá là 370.000. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 thì có cái cầm để các anh gác cần mình gắn trên tàu trên thuyền mà ngồi bè, các anh kẹp trên đấy để mà mình gác cần mình câu nha. Em về được hai cái như này, về được hai cái nha các anh. Bình thường là em gom số lượng em giao buôn à, còn cái này nó về được lấy hai cái nè em thanh lý nha. Thì để các anh là 450.000 hai cái miễn phí ship nha, 450.000 hai cái này miễn phí ship cho mình ạ. 450 nha các anh. Các anh gắn ở trên tàu trên thuyền hoặc là ngồi câu trên trên ghe á, mình gắn rồi mình gác cần 450.000 nha các anh. 450.000 mã số 10 ạ. Và tiếp theo số 11 em có một cặp cần câu lua dạng cần 3 khúc nha các anh. Cần 3 khúc đắp khúc như này, chiều dài của nó là 1m8, dài 1m8 3 khúc thì thu gọn nó khoảng tầm là 65 thôi các anh. Thu gọn 65, quá nhỏ gọn luôn. Nhỏ gọn tiện lợi để các anh bỏ ba lô này, mình đi du lịch dã ngoại cầm theo nha. 1m8 3 khúc. Độ cứng thì là độ cứng ML các anh, hai cây này thông số như nhau. Hai thông số như nhau hết, đều là độ cứng ML, còn dàn khuyên thì sử dụng là dàn khuyên kim loại. Dàn khuyên kim loại nha các anh, Happy Sunday 1m8, bản China xuất thị trường Nhật. Bắt hãng bắt vặn, tay cầm cán mút ạ. Tay cầm cán mút, cái này phô của nó là phôi carbon pha phíp nha các. Carbon pha phíp 1m8ML. Câu giải trí, câu giải trí thôi các. Cái này thì hàng giá rẻ nè. Giá rẻ, cả cặp này để cân 300.000 nha, 300.000 cộng phí ship với em nha. Cả cặp này là 300.000 hai cây, mã số 11 ạ. Tiếp theo thì em lên những cây cần ở hàng bên dưới nè các. Đầu tiên một cây cần câu trúc đắp khúc ạ. Cần câu trúc đắp khúc và cái này em đo chiều dài thực tế của nó là 2m2 nha các. Cần sẽ có 3 lóng. 3 lóng như này, dài 2m2, ráp vào thẳng tưng rồi các anh. Cái này nó phải 3.5H. Và 3.5H tay cầm thì được quấn dây mây nè. Còn ráp vào thẳng tưng luôn, cái này các anh ngồi câu rô phi, câu cá giết hoặc là câu mương suối cả ngày không hề mỏi tay luôn nha. Tất cả các lóng đều là lóng trúc hết, cả ngọn này các, cả ngọn cũng là ngọn trúc cho mình. Hàng nghệ nhân Nhật nha. Ngọn trúc luôn nha các anh. Chiều dài là 2m2 và ngọn sẽ là 0.7 ly, cứng 3.5H. Mã số 1 còn có giá là 250.000, mã cần con số 1 giá là 250.000. Tiếp theo mã số 2, số 2 sẽ là một cây Ikada cần ráp khúc nha các anh. Cần Ikada dạng ráp khúc, chiều dài là 1m5, hãng Olympic ạ. 1m5 Olympic, bác Fuji với 6 bác gập, tay cầm cũng chỉ dài. Olympic, Hàn Quốc xuất. Này thường là hàng của Hàn Quốc nha các. Và đây em mời các xem cái ngọn này, xem cái độ cong của cái phần ngọn này, cái độ dẻo dai với lại chịu lực nha các, cực kỳ tốt luôn. Này các xem này, em uốn cong cái ngọn cong vuốt lên hình chữ O như này, cong vuốt hình chữ O luôn nè. Các anh cứ yên tâm mà mình dòng cá nha, câu bè, câu cá giò gì, cá cháp, cá hanh này, dòng bao phê luôn các anh. Các anh xem cong vuốt mà các anh dòng cá là cái ngọn nó cong đến cán tay cầm như này luôn nha. Cái hàng ngọn đặc này câu sướng lắm các anh, câu sướng cực kỳ luôn, đò của nó nảy nha, dẻo dai, chịu lực rất là tốt, là câu rất là phê. Thường các anh câu bè, câu cá giò gì, cá cháp, cá hanh này, săn cái dòng cần này rất là nhiều, nhưng mà săn nhiều cho nên là hiếm hàng nha các anh, lâu lâu về được một hai cây thôi. Olympic 1m5 để các anh 300.000 nha, 300.000 mã số 2 cần gấp khúc.
Nó là dạng ráp vào như này nha các. Cái gốc này của nó là gốc phíp này, còn cái ngọn này là ngọn đạt toàn thân. Ngọn đạt thì các anh câu mình cũng biết rồi, ngọn đạt nó chịu lực quá tốt luôn, đọt thì quá dẻo dai. Mã số 2 giá là 300.000 nha các. Tiếp theo số 3 ạ. Số 3, để em xem cái gốc này. Gốc này cái phần cánh tay cầm của nó là dạng cánh trúc nha các. Cánh tay cầm là cánh trúc, còn cái phần thân ở trên này á nó là carbon, và cái viền này là viền thường là của Sakura này các. Sakura cây Kada carbon nha, dài 1m6. Chiều dài 1m6, bát là bát FF6 và bát gập. Cái này thì các anh giấu ngọn ở trong thân cần nha. Khi nào mà mình không câu nữa thì mình kéo nút ra rồi mình giấu cái ngọn trong thân cần. Ngọn này của nó cũng cong vút luôn các anh, nó có hai cái khoen đời ba là khoen sứ ruby đỏ. Đây các anh xem ngọn này cong vút như này thì cứ yên tâm mà dòng cái các anh, dòng ba phê luôn. Với lại cái phần ngọn này họ quấn chỉ từ đầu ngọn cho đến đây, tăng cái độ chịu lực nhé, tăng độ chịu lực. Nhưng mà các anh dòng cá hoặc đóng cá đọt nảy lắm khách, mấy cái dòng Ikara này em bán cực kỳ chạy luôn, về cây nào là hết cây đó nè, các anh tranh thủ mình xem sớm chút sớm nha. Dòng này vừa câu vừa sưu tầm này, cán gốc trúc, khoen đề ba là khoen xứ ruby đỏ. Mã số 3 giá 550.000, mã cần câu số 3 550.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 thì có một cây cần trúc nha các, là một cây gốc trúc. Không, một cây cần trúc. Dạ cần một khúc ạ. Cần một khúc. Đơn ngâm thoải mái vô tư các anh. Chiều dài nó là 1m5. Hàng nghệ nhân nên là sẽ không có ghi độ cứng đâu nha các. Không ghi độ cứng, em sẽ uốn cong cái ngọn để các anh xem này, nó không hề ghi độ cứng nha. Nhưng mà dàn khoen cái này xịn lắm các anh. Khoen là khoen Fuji loại xứ xích này. Đây em đếm cũng phải 10 cái khoen xứ xích với lại một cái đầu bu đều là xứ xích hết các. Hàng nghệ nhân Nhật. Cái này làm đẹp nha các, làm đẹp nguyên một cái thân thân trúc luôn, nguyên một cái thân trúc dài luôn. Mắt trúc này, mắt trúc thật luôn nha các. Phô là phô trúc cho mình. Bát thì sử dụng là dạng bát Fuji FS6 bát gập. Sưu tầm thì không bỏ qua cây này được rồi các, nên là chuyên sưu tầm không bỏ qua cây này được rồi. Góc tay cầm quá đẹp luôn ạ. Dài 1m5 nha, 1m5, dạng khoen xích đẹp chen. Và mã cần câu số 4. Mã số 4 giá 300.000, dài 1m5, mã số 4 300.000 ạ. Tiếp theo là mã số 5. Số 5 là một cây dít cắm gốc nha các. Cần câu dít cắm gốc, cây này dài 1m8. Chiều dài 1m8 và bát thì sử dụng là dạng bát hãng bát vặn. Khoen cũng là khoen hãng luôn các. Các xem này, khoen 4 chân, khoen hãng, rõ sướng mài vuông. Như là ngọn của cây này á, canh câu mực hơi bị phê luôn nha. Ngọn nó dẻo lắm các. Chịu lực tốt, dẻo dai cực kỳ luôn. Câu dít biển, câu mực ống, mực lá nè, một đọt cực kỳ dẻo dai luôn, dài 1m8. Đây em cong cái phần ngọn cho anh xem nha. Ngọn nó nảy lắm các, ngọn nảy cực kỳ luôn. Phần gốc thì gốc là 50 cm nha, cái gốc này là 50 nè, còn đây là cái ngọn cong vút luôn. Phôi là carbon, carbon cong vút cho mình nha, dài 1m8. Và thông số ngọn là 1.4 ly, ngọn 1.4. Cây này mã số 5 giá 590.000, cần dít cắm gốc. Mã cần câu số 5 với giá là 590.000 ạ. Và tiếp theo là mã cần câu số 6 nha các. Mã số 6 là một cây Olympic carbon xoắn vảy cá hai da. Đây là một cây cần ISO đã hạ xuống cần tay nha các. ISO hạ xuống cần tay và nó có heo hụt nha. Tiệm báo chiều dài thực luôn, chiều dài thực là 5m05 nha các. 5m05 và cần hiện tại thì ra thẳng tương luôn, độ cứng nó là độ cứng 4H ạ. Cần ra rất là thẳng. Cái này các anh đánh trôi chép thoải mái nha. Trôi chép thoải mái. Chiều dài 5m05. Và đọt hiện tại là 1.2 ly ạ. Đọt 1.2 ly, phôi carbon xoắn toàn thân, trọng lượng thì là 210 g nha các anh. 210 g. Và cái này thì nó sẽ có 4 lóng là xoắn vảy cá hai da ạ. Có 4 lóng xoắn vảy cá hai da. Tất cả các đầu lóng thì đều được bo chỉ nha các anh. Bo chỉ đi keo chống nổ sẵn hết cho các anh, mình về chỉ việc câu thôi nha. Trôi chép hoặc canh đánh tự nhiên, dịch vụ cây này cân tốt hết nha các anh, rất là đa dạng. Và mã cần câu số 6 ạ. Mã số 6 giá cần là 650.000, 650.000 cây này ạ. Mã cần câu số 6 nha các anh. Cần Olympic ISO hạ tay. Tiếp theo số 7. Số 7 cũng là một cây hàng hạ tay nè các anh.
Cái này là của Suyumi nha, 5m4 độ cứng 2 ạ. Suyumi 5m4 cứng 2, con có tổng cộng là 6 lóng. 6 lóng này. Và tổng cộng hết là 5 cái 5 lóng này là 5 lóng carbon xoắn nha các. Ở cái lóng góc bên ngoài thì xoắn hạng vảy cá hai da luôn. Lóng ngoài này đẹp lắm nha các. 5m4. Và cái này chiều dài thực á, thì là 5m25. 5m25, độ cứng hiện tại cũng 3.54H. Nói chung là mấy cây hạ tay này là nó ra thẳng tư nha các, không võng đâu các, yên tâm. Ra còn rất là thẳng luôn. 3.54H nè. Ngoại hình 85% và ngọn sẽ là 0.8 ly, trọng lượng 240g, mã cần câu số 7. Mã số 7 và giá cần là 750.000, mã cần câu số 7 giá cần 750.000 ạ. Tiếp theo mã số 8. Số 8 mình có cây NFT nha các, NFT dòng Powerlock phôi xoắn vậy. À không, cây này thì xoắn vân. Này xoắn vân. NFT nha các. Chiều dài thực thì còn là 5m2 nha, 5m2. Độ cứng hiện tại cũng 3.54H ạ. Các xem là nguyên một đoạn cánh tay cầm á, làm nhám là cầm nó rất là chắc tay luôn, nó không có bị trơn trượt gì đâu nha các. NFT phôi xoắn vân, đọt là 0.9 ly, còn trọng lượng là 156g, 156g. Các bạn xem mấy cây ISO này hạ tay nó cũng nhẹ tên à, cầm nhẹ tên luôn, ra cần thì thẳng tưng, chơi chép tự nhiên, cần tốt hết nha các. Có xước dâm lông mèo nha, có xước dâm, thầy nhọc bãi không tránh khỏi được ạ. Các muốn xem thêm chi tiết về hình ảnh hoặc là video ra cần thì vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghim ở bên góc trái màn hình đây, 0933 111 365 ạ. 5m4 cứng 1, đọt 0.9, trọng lượng là 156g. Và cây này thì bên em đang có giá giảm nha các, giảm giá và miễn phí ship luôn. Cây này thì là 790.000 à, miễn phí ship cho anh nha. 790 NFT, hàng Korea xuất thị trường Nhật, mã cần câu số 8 ạ. Và tiếp theo là mã số 9. Số 9 ngày qua mẫu cần câu tay của Hera nha các. Dòng Hera Buna này thì chuyên đánh dịch vụ. Như là size 36 này bán rất là chạy. 36 với 4m5 cực kỳ chạy luôn các. Vì cái cổ nó ngắn, như là 4m5 ấy, nó không quá ngắn, không quá dài. Là cầu rất là đa dạng địa hình. Cái này thì là 36, bản Hàn Quốc xuất thị trường Nhật ạ. 36 chuyên rô phi dịch vụ, hoặc là cành đánh trôi chép thoải mái nha. Đòn nó to, đòn 1 ly 2. Độ cứng thì là độ cứng 5 cho đến 6H nha các. 5 đến 6H cần ra thẳng tưng luôn, không có vọng tí nào hết. Cực kỳ thẳng, nắp chụp đi kèm đầy đủ. Và lóng nào cũng là carbon xoắn nha. Đem quay bên này cho anh xem kỹ cái vân xoắn của cần này. Cực kỳ sáng luôn, mới ken, không có xước. Nhận hàng các anh kiểm tra thoải mái. Nó có túi với lại nắp chụp đi kèm nha các. Hera Buna 36 này. Và đọt là 1 ly 2, trọng lượng 95g. Phôi carbon cao cấp nè, các anh xem là phôi cực kỳ dày. Nó dày như này nhưng mà nó lại nhẹ nha các. Nó nhẹ để các anh đánh săn hàng. Đấy. Mình cầm cả ngày không sợ mỏi tay. Phôi rất là dày luôn. Cần này là cần rút nha, em tháo lóng ra để các anh xem kỹ cái độ mới á, cái độ mới của nước sơn này. Với lại xem kỹ cái vân xoắn, nó là dạng xoắn nổi luôn. Bên dưới nắp đuôi á, thì có cái khoen để buộc dây bảo hiểm. Nếu khi nào cần dùng thì mình kéo ra nha các. Còn không mất thì mình đậy vào như này. Rất là thẩm mỹ cây cần. Và mã cần số 9 giá 650.000. Mã số 9 650.000 ạ. Tiếp theo mã số 10. Số 10 là cần 5m4 nha các. 5m4, cái lóng gốc bên ngoài xoắn ít này. Còn lóng thứ hai bên trong thì nó sẽ xoắn như này. Nó vẫn là vân xoắn nổi nha các. Vẫn xoắn nổi, em tháo một lóng thôi, còn dưới này vẫn còn nhiều lắm các. Em tháo một lóng ra thôi, ngọn đây. Nguyên riêng nguyên bản hết. Lóng nào cũng riêng theo cần, không có thay thế lóng nào đâu nha các. Hera Buna chiều dài 5m4 ạ. 5m4 và cây này có độ cứng là 5H nha. 5H. Bản này thì chuyên chép, chép với lại mè. Chép mè hòa săn chấm, thoải mái nha các. Cần rất là khỏe luôn, 5m4, 5H. Đọt 1.2 ly, trọng lượng là 168g. 168g cái này và mã cần câu số 10 giá cần 900.000 ạ. Mã cần câu số 10, 5m4 giá 900 nha các. Xoắn đẹp không lỗi lầm. Tiếp theo 11, 11 thì là cần Hera 6m3. Hera 6m3 5H luôn ạ. 5H. Đọt nguyên zin nè các. Đọt 1 ly 2, xoắn nổi từ ngọn đến gốc. 6m3 nha.
Và cái dòng cần này á, họ làm, họ thiết kế này các. Cái lóng thứ hai tính từ lóng gốc trở lên á, lóng thứ hai nó sẽ ngắn hơn cái lóng thứ ba bên trong này, vì đây là cái lóng chịu lực nha. Các bạn xem này, mình nhìn cái màu sơn cũng biết lóng riêng chứ không phải là nó hao hụt dập gãy đâu các. Nhưng mà họ làm ngắn hơn vì đây là cái lóng chịu lực hạn chế nổ cần nha. 6m3 bản chuyên sang hàng. Và mã số 11 giá là 1.050.000, đọt 1 ly 2, trọng lượng 224g. Mã 11 còn có giá là 1.050.000 ạ. Tiếp theo mã số 12 cần câu dít cắm gốc. Đây là một cây cần của hãng Shimano, cần máy ngang nha các, một khúc, chiều dài 1m5, dài 1m5 và có tên vàng đầy đủ luôn ạ. Ngoại hình thì còn tầm 85%, còn dàn khoen đẹp lắm các. Khoen cây này nó là khoen Fuji xứ xích, ngọn nguyên zin nguyên bản của cần. Cần dít cắm gốc nha, câu dít không mực. Các xem, cần dít thì nó không ghi độ cứng lâu này, sẽ cong cái phần ngọn cần này. Các xem, cái này hãng Shimano. Shimano, bát thì bát hãng, bát vạn, bát chính hãng không các, dòng Paocrep nha. Shimano Paocrep, tay cầm mút, cầm mút nha các. Máy ngang thì mình lắp máy ở bên trên này, lắp con máy câu dít ở bên trên, bên dưới nó có cái tay cò. Và mã cần câu số 12, mã 12 cây này giá là 1.150.000, 1.150.000 mã cần số 12 ạ. Và tiếp theo là mã số 13, 13 thì có một cây Insider, cây này là của Tactic Enjoy nha các, Tactic Enjoy Hàn Quốc xuất Nhật. Cần dây trong dạng Hi-Chi nha, 2m1 cứng 20, 2m1 cứng 20, Bass Fuji FS6. Cần đẹp lắm, cây này đến nay mới keng à, mới 90% luôn, không xây xước gì mấy. Màu sơn là màu trắng nè, màu trắng viền tím, nhìn sáng cây cần cực kỳ luôn các, 2m1 cứng 20. Và đọt là 2.1 ly, trọng lượng 127g. Cần này á, mình câu mình luồn dây vào bên trong nè, cái đọt của nó, cái thân này của nó là nó phải to nha các, để mà mình luồn dây, mình đi dây vào bên trong ấy. Cái này thì mã số là 13, giá cần là 550.000, mã 13 550.000 ạ. Tiếp theo 14 cũng là một cây Hi-Chi luôn các. Hi-Chi, cây này là của Tactic Enjoy luôn, 1m8 cứng 20. Cứng 20 nha. Đọt quá mảy luôn này, phôi là carbon. Phôi carbon, bát là bát chính hãng của Tactic Enjoy, bát vặn. Cây này mới keng 95%. Khuyên dẫn này, alo đều nguyên zin hết, với lại nó có đi kèm một cái túi zin và một cái sợi cáp để luồn dây á các. Để luồn dây này, một cái sợi cáp nguyên zin của cần. Cái nào mà về hàng có thì em gửi kèm, em lên list với lại gửi kèm các anh luôn nha, vì cái đó thì em không có sẵn. Cái nào mà có thì em gửi kèm theo cần. Và ngọn của cái này 2 ly, trọng lượng 117g, mã số là 14 ạ. Mã số 14 giá còn 750.000, 750.000 còn nguyên túi zin, mã số 14 750.000. Tiếp theo số 15 cũng là một cây dạng Hi-Chi luôn các. Hi-Chi dây trong nha. Cây này là Promarine, dài là 1m8 cứng 20 ạ. 1m8 cứng 20, cây này Hi-Chi thì có tới 3 mẫu để các anh thoải mái lựa chọn nha. Tùy các anh thích màu nước sơn như nào, màu trắng này, viền là viền xanh. Trắng viền xanh, Promarine 1m8, khoen bát Fuji ngon lành hết ạ. Và đo cây này là 2.1 ly, trọng lượng sẽ là 130g, mã cần câu số 15. Mã 15 giá cần là 550.000, 550.000 mã cần câu số 15 ạ. Tiếp theo mã 16, 16 thì em có một cây cần câu rút dây trong nha các. Rút dây trong và cây này của Shimano. Shimano dòng Chito nha, Chito EV 3m độ cứng 30. 3m cứng 30. Nó sẽ có 3 lóng các, hai cái lóng bên trong này nè. Hai lóng này không có lấy một vết xước luôn. Còn bên ngoài thì vận chuyển về các anh, nó không có tránh khỏi được nha, không tránh khỏi xước xát được. Còn hai lóng trong này đẹp. Hàng về tình trạng như nào em bán như vậy nha các anh. Với lại giá còn Chito là giá chỉ có 590.000 thôi, giá cực mềm cho mình luôn. Cực kỳ mềm. 590.000 cây Shimano Chito EV này nha các anh. 3m cứng 30, bass Fuji này, ngon lành hết. Đọt là 3 ly 2, trọng lượng 247g. Mã số 16. Mã số 16 và giá cần 590.000 ạ. Tiếp theo số 17. 17 là một cây chuyên đánh ngâm Lance nha các, dòng Lance Sub 3m3 Olympic, cần dây trong luôn ạ. Bát Fuji FS7. Bát FS7 canh gắn máy to được nha, gắn sang hàng gắn máy to được, thoải mái.
Olympic và cái này là hàng Korea xuất thị trường Nhật. Ba lóng nha các. Ba lóng 3,3 m và độ cứng cái này nó phải tầm 50 này. 50 thẳng cương nha các. Thẳng tại tốt nha. Còn tại khỉ cho mình luôn. Và đầu sẽ là đầu Bali 2, trọng lượng 257 g, mã số 17. Mã cần câu số 17 và giá của cái này là 550.000, mã số 17 550.000 ạ. Tiếp theo số 18, cần Alpha Tacker, cái này thì không có lấy một vết xước luôn các. Hàng về quá đẹp luôn, không lấy một vết xước luôn. Alpha Tacker Top Fighter 3,3 m, cứng 50. Không quá cứng, không quá mềm. Cần câu đa dạng nha, từ sông hồ ao đầm này, mình đánh nhận ngâm lan xe, câu ngâm biển, cứng 50 đánh ngâm biển thoải mái các. Đi tàu đi thuyền á, mình đem theo nó tiện lợi. Thì nó không quá dài, nó là dạng thu gọn như này. 3,3 m thu gọn, nó không có quá dài, đem theo tiện lợi ạ. Alpha Tacker bát Fuji chữ vàng bát vàng và nó có nắp chụp nha các. Cái nào về có nắp chụp em gửi theo kèm đầy đủ hết chứ em không giữ lại làm gì, vì nắp chụp dây trong với lại cáp luồn á thì em không có sẵn, là cái nào có thì em gửi luôn, cái nào có thì em gửi kèm theo, không có sẵn nha các. 4 lóng, mấy lóng bên trong này là màu màu sơn, nó là màu xanh đó các, màu xanh đẹp lắm, còn 90-95 luôn, thấy không có xây xước gì mấy. Cái này còn đẹp nè, cái vừa câu vừa sưu tầm ok luôn, không quá mềm nha, cứng 50, độ cứng nó ok lắm các. Đọt là Bali không, đọt cái này nó là nhờ đọt em xem, đọt cái này là 2 ly 2 nha, và 2 ly 2 trọng lượng là 245 g, mã 18. Mã 18 và giá cần là 550.000, 550.000 Alpha Tacker, mã 18 550. Tiếp theo 19, cái này thì tải mồi quá đã luôn các. 2,1 m, nhờ đọt siêu to, đọt tới Bali 5, tải mồi ngâm lăng xê, các tải mồi 80 đến 120 g vô tư thoải mái nha. Đọt nó rất là to luôn, phô thì sử dụng carbon cao cấp, nên là 2,1 m mà nó nhẹ tê nè các, nó nhẹ như một cây cần câu lua luôn, vỏn vẹn chỉ 175 g thôi. Còn dàn khoen là khoen hãng, nhưng mà cái dàn khoen nó là khoen nòng súng nha. Khoen này nó ra dây nhanh, nó thoát dây nhanh nha các anh. Một bên xoắn thường, còn bên này thì xoắn dạng caro này, caro theo từng tầng này. Đẹp lắm các anh, nhẹ tê là em cầm nó cực kỳ nhẹ tay luôn. Vô carbon cao cấp. 2,1 m, độ cứng 80 ạ. Khoen bắt hãng, còn không có lấy một vết xước luôn. Và đọt Bali 5, trọng lượng 175 g, mã số 19, giá là 350.000. Mã 19 giá 350.000. Tiếp theo số 20, cần C-Prop nha các. Đây là một cây cần 2 khúc phíp tuyển nha. Dạng cần phíp tuyển, đảm bảo hàng đến tay các. Mình kiểm tra hàng nha, kiểm tra hàng, hàng đến tay không một vết xước luôn. Và cần phíp tuyển nha các. 2,4 m, độ cứng 80, độ cứng 90 ạ. 80 đến 100 là cứng 90. Đọt cần thì 2 ly 2. Thì ngâm la xê xong hồ, đánh đa dạng luôn. Canh đánh ngâm biển cũng ok nữa. 2,4 m, không quá ngắn, không quá dài. Bát thì là bát Fuji FS7 nha. Nào tìm cần đánh ngâm lan xê mà giá mềm tí thì mình tham khảo mẫu này nha. Giá mềm, cần đẹp, tải khỏe nữa các. Chim chép vô tư. Đọt 2 ly 2, trọng lượng 362 g. Mã số 20 và giá cần 450.000. Mã 20 giá 450.000 ạ. Tiếp theo 21. 21 thì có một cây Dawa Holderlock nha. Đây là một cây cần 2 khúc. 2,7 m, độ cứng 200 ạ, C-Power, 2,7 m cứng 200, và dàn khoen thì toàn bộ là trung quỳ hết. Cái dạng trung quỳ như này nó tải khỏe cực kỳ nha các, nó chịu lực á, chịu lực với tải khỏe cực kỳ luôn. Đầu bu thì quá to luôn, đầu bu cây này tới 4,3 l, đầu bu đọt tới 4,3 l luôn nha các. Còn đầu bu là đầu bu xứ xích này, Fuji, lọ xứ bên trong là xứ xích. Nhìn cái màu sơn còn mê luôn các, đa qua dòng Holderlock. Cái này thì quá bền rồi, cứng 200, cầu cực kỳ bền, C-Power, 2,7 m. Và bản này là của Hàn Quốc nha các, Hàn Quốc xuất thị trường nhờ có mã có tên vàng, bát Fuji, bát vàng. Đọt to 4,3 l, trọng lượng là 575 g. Vì là hàng carbon nên là nó không quá nặng đâu nha các, không quá nặng, hàng carbon. Chứ còn phíp thì chắc là này nó phải gấp đôi, gần cả ký nha các. Cái này carbon là cũng tương đối nhẹ thôi, 575 g. Mã 21, mã cuối cùng, giá là 1.650.000, 1650 mã cuối cùng ạ. À.
Vâng, cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.